Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Người Đưa Tin TV đã có bài nghiên cứu tìm hiểu về công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trong đó có đề cập đến nhiều vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn phường. Bài viết nhanh chóng được Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim tiếp thu và tiến hành ra quân xử lý, chấn chỉnh. Như Người Đưa Tin TV đã thông tin, thời gian qua, trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, công tác quản lý, chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, đất đai, xây dựng đang bộc lộ nhiều bất cập cần được chấn chỉnh. Nhiều công trình trái phép mọc lên trên đất nông nghiệp, đất dự án như nhà xưởng, bãi xe, gara ô tô, nhà hàng, sân bóng, sân tập lái xe. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng không được xử lý triệt để, dẫn đến phá vỡ quy hoạch của thủ đô, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Sau khi bài viết được đăng tải, Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim đã nhanh chóng tiếp thu thông tin từ cơ quan báo chí và lên kế hoạch xử lý. Với tinh thần cầu thị, ngày 27 tháng 3 năm 2024, ông Nguyễn Sĩ Phong, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim đã ký ban hành kế hoạch số 100 về việc tổ chức giải tỏa điểm trông giữ xe không phép tại ô đất cuối ngõ 236 Đại Từ. Đồng thời, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường về công tác quản lý đô thị, đảm bảo kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn phường. Sáng ngày 28 tháng 3, ông Nguyễn Sĩ Phong, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim, trực tiếp chỉ huy tổ công tác gồm các phòng ban chuyên môn của Ủy ban và Công an phường Đại Kim tiến hành ra quân xử lý theo nội dung của kế hoạch. Ủy ban phường thì đã xây dựng kế hoạch cho hàng năm và cái mục đích hôm nay ra quân để lập lại trật tự văn minh đô thị, tuyên truyền, nhắc nhở người dân liên quan đến việc là quá trình buôn bán mặt đường là chống cái việc lấn chiếm, bày bán, làm cản trở cái việc đi lại trên vỉa hè của người dân. Một mặt nữa là liên quan đến các vấn đề về bãi xe trên những cái phần đất mà chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, thì cái này Ủy ban phường cũng đã tuyên truyền và kế hoạch liên tục để ra quân xử lý đối với cả những cái khu vực mà trông xe mà chưa được cấp phép theo quy định của nhà nước để nhắc nhở ý thức của người dân. Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành giải tỏa điểm trông giữ xe không phép với diện tích khoảng 1.000m2 tại ô đất D3 CXKV2 ở cuối ngõ 236 Đại Từ do bà Võ Minh Hồng làm chủ. Ghi nhận tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt để giải tỏa, bà Vũ Minh Hồng đã tự di chuyển toàn bộ xe ra khỏi ô đất. Tổ công tác đề nghị Ủy ban Nhân dân và Công an phường tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý giải tỏa nếu tái vi phạm. Diện tích tôi đang sử dụng đây là hơn 1.000m2, đang sử dụng là trông xe. Các đồng chí cán bộ phường cũng phổ cập đến, cũng nghe mọi thủ tục thông tin là bến bãi thì cũng phải cần có giấy phép, cho nên là chúng tôi cũng chưa làm được. Theo ông Phong, phường Đại Kim là một trong những địa bàn có mật độ dân cư cao với khoảng 56.000 dân, nên lượng xe của cư dân rất lớn. Trong khi đó, trên địa bàn phường đang thiếu các bãi xe chính thống, nhưng không vì thế mà các bãi xe không phép được tồn tại. Được biết, từ đầu năm đến nay, phường Đại Kim đã xử lý, giải tỏa 2 điểm trông xe không phép. Thời gian tới, phường sẽ xử lý triệt để các bãi xe không phép và việc người dân lấn chiếm vỉa hè, lập lại kỷ cương về văn minh đô thị. Người Đưa Tin TV hoan nghênh tinh thần cầu thị, tiếp thu thông tin báo chí của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim. Với tinh thần và sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ như đợt ra quân lần này, người dân có quyền tin tưởng vào việc Đại Kim sớm trở lại là một phường văn minh, an toàn trong thời gian tới.